Mẹ bầu tuyệt đối không nên làm những điều này vào buổi sáng vừa thức dậy. Trong thời gian thai kỳ, mẹ bầu không chỉ cần chú ý đến ăn uống, nghỉ ngơi mà từng thói quen sinh hoạt hàng ngày đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và em bé trong bụng. Thậm chí, buổi sáng thức dậy, mẹ bầu cũng cần nhớ tránh các hành động này kẻo gây hại cho cả mẹ và con. 1. Ngồi bật dậy ngay. Khi thức dậy, nhiều mẹ có thói quen vừa mở mắt đã ngồi bật dậy và xuống giường. Mẹ ngồi dậy đột ngột làm ảnh hưởng đến sự lưu thông máu, làm cho lượng máu lên não chậm lại, khiến mẹ choáng váng và dễ ngất xỉu. Máu huyết lưu thông kém cũng làm giảm lưu lượng máu đến thai nhi, con có thể bị ngạt, thiếu dinh dưỡng, có thể dẫn đến sảy thai, sinh non. 2. Nằm ngửa phơi bụng. Nhiều mẹ bầu khi thức dậy có thói quen nằm dùng điện thoại cả tiếng đồng hồ mới rời giường. Lúc này, mẹ cần chú ý về tư thế nằm, tránh nằm ngửa trong thời gian dài. Khi nằm ngửa, khối lượng thai nhi chèn ép lên các vùng tĩnh mạch và các cơ quan quan trọng như tim, phổi, thận của người mẹ, gây cản trở cho sự lưu thông máu cũng như quá trình vận chuyển oxy từ phần dưới cơ thể lên phần trên. Điều này cũng đồng nghĩa với việc ít chất dinh dưỡng và máu cung cấp từ cơ thể mẹ tới em bé. 3. Tắm ngay khi vừa thức giấc. Việc mẹ tắm gội ngay khi vừa thức dậy có thể khiến cơ thể nhiễm lạnh. Chưa kể, ngay khi vừa thức dậy, cơ thể đang đói dã rời. Nếu tắm gội ngay, mẹ có thể bị chóng mặt, tụt huyết áp, ngất xỉu, thậm chí là đột quỵ. Nếu mẹ tắm nước quá nóng hoặc quá lạnh, sẽ làm mạch máu giãn ra hoặc co lại, làm ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu, máu không đến thai nhi kịp thời. Tốt nhất, mẹ nên ăn sáng nhẹ và nghỉ ngơi trước khi tắm. 4. Bỏ bữa sáng. Bữa sáng rất quan trọng với sức khỏe, là bữa ăn cung cấp năng lượng để hoạt động suốt cả một ngày dài. Đặc biệt, với mẹ bầu, bữa sáng lại càng quan trọng để cung cấp dinh dưỡng cho thai nhi. Tuy nhiên, nhiều mẹ bầu lại có thói quen bỏ bữa sáng hoặc ăn sáng quá trễ. Việc bỏ ăn sáng khiến mẹ không đủ năng lượng để hoạt động cũng như làm gián đoạn quá trình cung cấp dinh dưỡng cho bào thai. Mẹ thường xuyên bỏ bữa sáng còn phải đối mặt với nguy cơ mắc bệnh tiểu đường hoặc gặp các vấn đề về tiêu hóa, dạ dày, túi mật. 5. Không uống nước lạnh. Sau một đêm ngủ dậy, mẹ cần uống một ly nước để làm loãng máu, lọc máu, giúp cho quá trình lưu thông máu tốt hơn nhằm đưa dinh dưỡng và oxy đến nuôi thai tốt hơn. Tuy nhiên, nếu uống nước vào buổi sáng, mẹ không nên uống nước lạnh mà nên uống nước ấm. Mẹ cũng có thể uống nước chanh ấm hoặc chanh mật ong để cung cấp vitamin và khoáng chất cho cơ thể. 6. Mở cửa sổ. Nhiều mẹ bầu có thói quen vừa thức dậy đã mở cửa sổ để hít thở không khí trong lành. Nhưng khoa học khuyến cáo điều này là không tốt. Mở cửa sổ khi vừa thức dậy sẽ ảnh hưởng đến nhiệt độ trong phòng, đặc biệt là vào mùa lạnh. Với mẹ bầu, sức đề kháng yếu rất dễ bị cảm lạnh và trúng gió. Trên đây là 6 điều mà mẹ bầu nên lưu ý tránh không nên làm khi vừa mới thức giấc. Hy vọng với những chia sẻ trên, mẹ bầu hãy luôn lưu ý và ghi nhớ kỹ để giúp con phát triển tốt nhất trong suốt thai kỳ nhé!